Xin chào mọi người đã bắt kênh Làm Sao Biết Được TV. Hôm nay video mình nói về cái đường thủy tinh, đường mà người này có thể làm ăn to lớn, thu được tiền lớn, có thể nắm được vị trí cao trong xã hội, trong công danh, trong vị trí trong doanh nghiệp. Và người này sẽ có sức khỏe tốt, người này có sự khôn khéo lanh lẹ, có trí tuệ thông minh. Thì cái đường thủy tinh là cái đường này mọi người nè, đường mà nó xuất phát từ trong vị trí ở đây chạy lên gọi tinh, người ta gọi là đường thủy tinh. Mình sẽ vẽ cái đường thủy tinh này ha. Thật ra những cái video trước mình cũng đã giới thiệu sơ bộ về cái đường thủy tinh này rồi. Đường thủy tinh này thì nó sẽ thể hiện ba yếu tố như thế này. Thứ nhất là về cái thông minh dựa vào cái trực giác. Đường trí đạo thì nó sẽ hiện về cái thông minh dựa vào lý trí. Cho nên là nếu mọi người thấy là nếu một người nào mà có đường trí đạo mà nó kém, mà có đường thủy tinh thì người này gọi là cái đường thủy tinh này sẽ gánh cho cái đường trí đạo. Và tất nhiên thì người này cũng có sự thông minh, tài trí, khéo léo, lanh lẹ của cái sự thông minh này, của đường trí đạo này. Thì đường trí đạo kém thì cũng gánh cho ha. Thứ hai nữa là đường thủy tinh này là con đường liên quan thể hiện về cái sức khỏe. Cho nên mà nếu như mà người nào có cái đường sinh mệnh mà kém, đường sinh mệnh kém là đường nó hơi mỏng manh, khu vực liên quan đến gọi kim tinh này nó hơi nhỏ, hơi ốm yếu, thì người này roi hay gọi như là thấy không có năng lượng, nhưng mà ít khi bệnh tật. Tại vì nếu như có đường kim tinh thủy tinh này, rõ ràng thì nó sẽ gánh được cho cái đường sinh mệnh này. Cho nên là những ai mà có đường thủy tinh tốt đẹp, hầu như là có phần thông minh về có phần sức khỏe Và những người có đường thủy tinh này thì như mình đã nói là cái phần liên quan đến ngoại giao rất là tốt, khả năng ngoại giao đối nội đối ngoại lanh lẹ và có thể nắm được là quyền lực trong doanh nghiệp, có thể làm ăn to lớn được, là làm ăn có số tiền lớn được. Nếu mà ở trong chính trị thì có thể là làm quan chức có thể là làm, có thể chỉ huy người này người kia, có thể giao tiếp được với lại đám đông. Còn trong cái doanh nghiệp làm ăn, vì nó là đường liên quan tài chính tiền bạc, cho nên là nó rất là mạnh trong cái này. Người có đường thủy tinh thì người này sẽ mang được thành công to lớn, nó phải là đường rõ ràng đẹp ha. Nhưng mà người nào mà đường này rõ ràng cần thêm phải có ngón cái nó to nữa mọi người nha. Vì người có ngón cái to thì có thể làm chủ được, có thể là tránh được những cái cám dỗ, mạnh mẽ đối diện được những cái khó khăn trong cuộc đời, những cái phong ba bão táp chịu đựng được. Thứ hai nữa, lòng bàn tay thì không có mềm mại quá, gọi là không có mềm lắm, gọi là giống như là đụng với đâu là mềm đó, nhưng mà người ta nhô cao hồng hào, nhưng mà gọi là mức của nó vừa, không có quá mềm. Tại vì khi mà cái bàn tay mà mềm quá thì người ta gọi là hay ỷ lại vào người khác. Mà đường thủy tinh này nó cũng thể hiện về cái chuyện tình cảm, tình ái nữa, mơ tưởng nữa. Cho nên là trong chuyện tình cảm nhiều khi là vừa dẫm vào đối phương, người yêu. Cho nên là đường thủy tinh tốt đẹp là đường thủy tinh rõ ràng. Thứ hai, người phải có con cái đẹp, cắt gò hồng hào và sáng sủa, và bàn tay không có quá mềm, thì người này sẽ có mang được lời lộc, tiền bạc, tài chính rất là nhiều, có thể mang tiền tỷ đến được Và đặc biệt đường thủy tinh lên vị trí cái gò thủy tinh này thì gọi tinh này cao, nhô cao hồng hào sáng sủa thì sẽ dễ có bổng lộc về tài chính, tiền bạc đến. Đường thủy tinh này nó cũng sẽ mang về cái hạnh phúc gia đình. Đường rõ ràng thì nó gọi là có thể là cưới được vợ đẹp không ngon, vợ thì có vẻ biết làm ăn, biết quan tâm đến gia đình. Đặc biệt là nếu mà đường thủy tinh này nó kéo dài, nó có phần ở dưới gò kim tinh này kéo dài qua bên đây ha, đó, ảnh hưởng cái yếu tố tình ái, tình cảm này thì rõ rệt hơn. Ví dụ như kéo vào trong gò kim tinh này thì người này rất là vui vẻ, hoạt bát, rồi có một cái dễ gọi là có một cái tình cảm đặc biệt trong đời sống, dễ cuốn hút người khác. Và đường rõ ràng thì nó người ta gọi là trong cuộc sống hôn nhân, sau kết hôn thì người này sẽ chung thủy trong hạnh phúc gia đình, chung thủy trong cuộc sống đối với vợ chồng, biết quan tâm chăm sóc đối phương và sẽ mang được lợi lộc tốt đẹp. Nếu mà cái đường này xấu thì nó sẽ gọi là, vì nó mang cái tốt đẹp trong tình ái tình cảm, nhưng mà nó xấu thì nó sẽ tác động ngược lại,
cái đồng người này thì khắc vợ khắc chồng à, cho nên là đường thủy tinh nó phải rõ ràng nó đẹp. Nó cũng thể hiện về cái phần mơ tưởng, cho nên là khi mà cái đường này nè mọi người thấy nó đứt đoạn à, đứt đoạn hay là nó bị những yếu tố nó không có được đẹp mờ à, nó mờ, dù đứt đoạn là đứt ha, hay là đường nó mờ, thì người ta gọi là những cái mong muốn của mình làm á nó không có thực tế và nhiều khi là không thực hiện được à, nó mà không rõ ràng, không được liền mạch, không sáng, thì đôi lúc cái sự thành công nó mang đến là kết quả cuối cùng thì nó mang đến thất bại nha, nó không có đẹp được, tại vì nó thể hiện về cái không gian sự nghiệp mà đứt đoạn thì nó sẽ gặp nhiều trở ngại. Thứ hai về nó cũng thể hiện về sức khỏe à, sức khỏe cũng sẽ kém vì nó mờ, thì cái tâm trí phần trực giác của mình thì lúc được lúc không, lúc sáng lúc không, lúc là hay bị nhầm lẫn đó, thì nó vì nó thể hiện có ba yếu tố về thiết thông minh nè, thứ hai về sức khỏe, thứ ba về nói cái việc gọi là phán đoán về sự sáng tạo ha, những cái mong muốn, những cái phần trực giác của mình nữa, về trực giác nữa, cho nên là vì cả ba yếu tố này khi cái đường này mà nó kém thì nó sẽ ảnh hưởng ba yếu tố này luôn à, nó sẽ làm cho mọi thứ của mình lúc này phán đoán đúng, phán đoán sai, trực giác của mình lúc là lúc tốt lúc không, sức khỏe thì ảnh hưởng à, đặc biệt là khi mà ở trên này hình trên cái đường thủy tinh này có hình cù lao, thì cù lao là gọi là sự mơ tưởng không thực tế mọi người nha, đôi lúc mang đến sự thất bại nha, mọi yếu tố mà nó nằm trên đường thủy tinh này nó kém đều xấu cả, nó không có tốt đẹp nha mọi người ha, mà đường thủy tinh rõ ràng à, thì nó sẽ mang đến cái lượng lợi lộc rất là nhiều à, mang đến sự sung túc. Hầu như những người có đường thủy tinh là người thông minh, và những người này rất là lanh lẹ, rất là khéo léo. Đường thủy tinh mà cong à, đường thủy tinh mà cong vì nó thể hiện về trực giác và sự khéo léo, sự thông minh. Mà anh mà cong thì có phải là mưa mèo à, thiếu cái sự liêm khiết ở trong cái vấn đề liên quan tài chính này, trong cuộc sống, trong cái ý nghĩ của anh thân này. Nó cũng giống như mọi người đã thấy là cái con út mà người nào bị cong à, cong vết giác thì người này cũng không được thật cho lắm trong cái cuộc sống. Cho nên người mà đường thủy tinh rõ đẹp thẳng thì người là thẳng à, minh bạch liêm khiết. Còn anh mà nó cong vì trong cái thông minh thì tài trí của anh nó đi ngang đi cong mà đâu có được. Hoặc là mọi người sẽ thấy là cái đường trí đạo cong, đường trí đạo cong thì gọi là sự thay đổi, sự thông minh của anh, sự lý trí của anh à, lúc nào cũng sự biến đổi, nó không có dứt khoát à, cho nên là cái đường thủy tinh này nó cũng như vậy. Khi mà đường trí đạo mà nó cong như vậy là mọi ý định của anh lúc này thì như vậy à, lúc bây giờ thì anh có thể suy nghĩ như vậy, nhưng mà tí nữa là anh thay đổi, tại vì nó luôn luôn di chuyển, nó không có dứt khoát. Mọi người thấy không, nó cong thì phải là tâm trí lúc này là anh hay dễ hay thay đổi, mà khi làm việc với những người mà hay thay đổi trong quyết định thì khó mà mình khi hợp tác một người nào đó, ví dụ à bây giờ ok rồi đó, nhưng mà tí nữa người ta có thể thay đổi, tại vì à, cái tâm trí của họ luôn luôn biến động không thay đổi, vì hoặc là cái sự thông minh của họ đó quá khéo đi à, quá khéo léo, quá không khéo đi, cho nên là những người mà có đường thủy tinh cao thì cực kỳ là người ta gọi là khôn quá, quá quá khôn quá đi à, trở thành gọi là hơi gọi là thiếu liêm khiết, chỉ biết bản thân thôi đó. Cho nên là mọi người thấy là những người mà có đường thủy tinh chắc chắn là người tài giỏi đó, đường trí đạo dài à, cũng tốt rồi, thông minh tài trí này rõ ràng thì càng tốt bao nhiêu, nhưng mà đừng có những biến động, nếu như có bị biến động nào trên cái đường thủy tinh hoặc là đường trí đạo, điều nó cũng thể hiện về cái những sự thông minh của người này nó thành qua một cái tầng khác rồi à, thiếu đi cái sự minh bạch ở đây à. Và tóm lại trong cái video này mình nói về cái đường thủy tinh này, thì khi mà người dở ra bàn tay của ai mà nếu có đường thủy tinh, chắc chắn người này là những người có phần trực giác, sự nhạy bén ha, và người này rất là lanh lẹ, thông minh, có khả năng làm được những cái việc rất là to lớn, giống như là làm những cái sự việc mà nó có sẽ mang những cái dòng tiền lớn trong những cái doanh nghiệp lớn, những cái vị trí cao trong không có doanh nghiệp đó, trong cái cơ quan đó à, nắm được à, những dòng tiền lớn ở đây.
Tất nhiên là những người nào mà đường mà càng rõ ràng bao nhiêu thì sẽ mang sự thành công bấy nhiêu. Mà nếu như cái đường thủy tinh mà càng mờ, không rõ ràng thì mọi thứ, những cái ý định, những cái phần mình làm thì nó chưa có tiến triển tốt đẹp được, và cần phải chịu thay đổi. Nếu như mà giai đoạn càng về sau mọi người thấy mình có đường thủy tinh nhưng mà nó chưa đẹp thì không sao. Tại vì sao? Thì đường dưới tay luôn luôn thay đổi theo hàng năm. Ví dụ như có xuất hiện nó thì nó sẽ báo hiệu một việc là có một sự tích cực sắp tới, mà nó sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt, và mình sẽ có những cái vận tài lộc vì nó đi lên khu vực gửi tinh liên quan đến cung tài bạch, tài khố ở đây, tài chính ở đây. Có được thủy tinh thì có thể làm ăn to lớn và nó sẽ thu nhập cao, có một dòng tiền lớn đến với bản thân mình. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Nếu mọi người thấy hay và hữu ích, xin cho mình một like và một đăng ký. Xin chào và cảm ơn mọi người.